Trong đợt dịch bệnh thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thì cả nước đã có thêm 2,6 triệu người cài đặt ứng dụng Bluezone, thống kê từ Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. Như vậy, thì tính đến nay, cả nước đã có gần 33,5 triệu lượt tải và sử dụng ứng dụng Bluezone, nhiều nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy là lượng tải về cao, song theo thống kê từ các địa phương thì tỷ lệ người dân chạy ứng dụng thường xuyên còn thấp, chỉ đạt khoảng 40%, tức là vẫn còn nhiều người không bật Bluetooth liên tục để ứng dụng có thể hoạt động đúng. Hiện các địa phương có dịch như là Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng cũng đang vận động người dân cài đặt Bluezone và áp dụng các giải pháp công nghệ khác để tăng hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh. Hà Nội những ngày cuối tuần trong đợt dịch này, nhiều nhà hàng, quán ăn, các cửa hàng dịch vụ thực hiện đóng cửa, không nhận khách, công viên, vườn hoa vắng bóng người, thói quen sinh hoạt, mua sắm của người dân đều đã thay đổi. Chỉ có dịch vụ giao hàng là bận bịu với số lượng đơn hàng tăng mạnh trong thời điểm này. Như nhiều nơi khác, cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh này không phục vụ khách ăn tại chỗ. Cũng vì thế, có rất nhiều shipper đứng chờ nhận đồ mang đi. Đơn hàng nhiều, những người làm dịch vụ giao hàng bận bịu hơn ngày thường. Bây giờ ra ngoài đường thì toàn ship là nhiều, chứ bây giờ người dân thì đi đường thì vắng lắm. Với cả đơn hàng thì rất là nhiều, nói chung là như vậy. Còn bây giờ người ta ít người đến cửa hàng người ta mua lắm, toàn đặt trên Grab thôi, với cả Now thôi. Những cửa hàng như mỹ phẩm, thời trang đều thưa vắng khách. Thậm chí nhiều cửa hàng thời trang đã đóng cửa, tìm người sang nhượng. Hoặc nếu cố gắng duy trì thì cũng phải cắt giảm bớt nhân viên. Gần như là phải mấy tiếng mới có một lượt khách vào, kể cả là ngày cuối tuần. Còn nhân viên thì là đã cắt giảm giờ làm cũng như là cắt giảm số lượng đi làm. Thường là 3-4 người một ca thì bây giờ cũng chỉ có 2 người một ca thôi. Dịch như thế này, lượng khách rất là vắng thì doanh số cũng sẽ giảm và là hàng hóa bán ra thì cũng sẽ chậm hơn. Thế nên là cũng ảnh hưởng đến cả thời gian làm việc và lương lậu của cả nhân viên. Không có việc cần thiết sẽ không ra khỏi nhà. Và cũng vì thế, những thú vui, thói quen sinh hoạt như tụ tập bạn bè, cà phê sáng hay mua sắm trong những ngày cuối tuần của người dân cũng thay đổi. Hầu như tất cả chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu nhất là thực phẩm hàng ngày. Người Hà Nội thì sáng thứ Bảy thì có thể là ra ăn sáng, đi cà phê, nhưng mà đến bây giờ thì như bản thân mình là mình ở nhà thôi, mình mua về để mình ăn sáng ở nhà thôi chứ không dám ra đường nữa. Để thứ nhất là hưởng ứng phong trào phòng chống dịch của chính phủ, và thứ hai là mình cũng bảo vệ cho mình và người xung quanh nữa. Quần áo thì giờ chị bảo là mặc thì cho ai nhìn, mặc ở nhà thôi ạ. Bọn em là đa phần là ship đồ ăn với đồ uống rồi. Giờ này giờ nóng thì người ta sẽ là uống nhiều với trà sữa, nhiều với bún biết các kiểu đồ, những đồ ăn nhanh. Nhà em thì bố mẹ em luôn nhắc là cứ đi ra ngoài là phải đeo khẩu trang, không được bỏ ra, và đi đâu cũng phải cầm theo cái bình xịt khuẩn, hoặc là đi đâu cũng phải không được chạm tay vào cửa kính mà dùng kiểu tay hoặc là những cái bộ phận khác để đẩy ra. Nói chung là dân ra đường cũng giảm nhiều, đường xá nó không tắc đường mấy, thông thoáng hơn, chung là đại số người dân cũng có ý thức tương đối tốt. Phố phường thưa vắng dù hôm nay là ngày cuối tuần, phố đi bộ cũng không có bóng dáng người đi lại. Hơn lúc nào hết, người dân Hà Nội đã nâng cao ý thức, hoãn lại những thú vui và thói quen sinh hoạt hàng ngày, nhắc nhở nhau thực hiện tốt việc phòng hộ cá nhân, hỗ trợ nhau cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn để cùng nỗ lực phòng chống dịch COVID-19.